hôm nay là ngày nghỉ nhưng có trường hợp đặc biệt. Ái rồi, ai rồi? Anh xem thế nào, chứ không bọn em phải dừng hoạt động đây anh ạ. Sao vấn đề nghiêm trọng thế mà anh lại cười ạ? Thôi hết rồi nha. Cuối tuần có việc quan trọng khác. Tất cả rõ chưa? Em mày ngoan để chị trang điểm không mày chị cho đi chơi. Nếu như con thích một chiếc xe đạp thì con nên mua một chú lợn. Mỗi ngày con tiết kiệm một ít, con sẽ có đủ tiền để mua món đồ mà con yêu thích. Nhưng mà con sợ ngã không bố ạ? Không được sợ ngã. Cố lên, đi là con làm được. Cố lên. Yeah. Con bé gì đây? Hả? Con bảo mày là sư tử đúng không? Hết bố mày nói mày là sư tử được lượt lượt mày. Con này khóc lóc cái gì? Mẹ nói không đúng à? Bàn là bình nước nóng, dao đã được dọn sạch sẽ vào đúng nơi quy định an toàn. Lại có bố giám sát nữa, cho nên bố con mình chỉ việc ra đây mà đi chơi thôi. Yeah. Ô, con cho con của bà khỏi rồi á? Nó khỏi rồi, trẻ con ốm vặt là cái chuyện bình thường. Quan trọng là mình phải bình tĩnh để mà xử lý mẹ. Mày có muốn tao tụng này, tao chưa động tay động chân gì nhá. Đừng bao giờ xếp lịch anh vào chủ nhật, bởi vì chủ nhật anh có việc cực kỳ quan trọng. Chú cứ có con đi rồi chú sẽ hiểu nhá.